Nhân chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm chùa Vàng tại thành phố Yangon. Đây là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar, nơi lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo. Theo truyền thuyết và ghi chép, chùa Vàng có từ cách đây 2.500 năm. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ cho rằng chùa được xây lần đầu vào khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 10 là một kiệt tác kiến trúc của thành phố Yangon. Chùa có thân và ngọn tháp dát 90 tấn vàng ròng, đỉnh gắn hàng nghìn viên kim cương và hồng ngọc. Chùa nằm trên đồi Sinkutara, từ đây có thể quan sát được cả thành phố Yangon. Phần dát vàng của chùa cao 98 mét được các thợ thủ công chế tác bằng kỹ thuật truyền thống. Các tín đồ mua các tấm vàng dân nhà chùa để dát vào tháp. Tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, lọc nước của Phật Câu Na Hàm, mảnh áo của Phật Ca Diếp và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ngôi chùa vẫn uy nghi, vững vàng, lưu truyền sinh động bản sắc của quốc gia Myanmar. Đến thăm ngôi chùa nổi tiếng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầu chúc cho đất nước Myanmar không ngừng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chúc quan hệ, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái.